nào rồi? Dạ được, con rất vui. Con chưa thi mà sao con chưa có biết kết quả mà sao con lại vui? Dạ tại con nghe mấy cô chú hồi đó nói là đừng có run sợ gì hết. Đúng rồi. Con tên là Lê Đoàn Song Nhi, con 7 tuổi, con học lớp 22. Sau đây con sẽ trình bày ca khúc được mang tên Lá Xanh của nhạc sĩ Hoàng Việt. Ok. Lá Xanh. Lá đâu xanh. Đâu đó với chị đủ. Mời con. Lá còn xanh như anh đang còn trẻ, lá trên cành như anh trong đàn quân. Gió rung cây, cành lá tưng bừng đồ vui. Anh trai làng có đi chiến dịch mùa xuân. Anh là lá trên cành ngại chỉ gió mưa. Anh là trai phái ra chiến trường phe này. Đi đầu quân, đi trong mùa đông viên. Đi đầu quân, đi trong mùa xuân mới. Gió lá reo, kỳ băng treo cùng trong làng. Đi đầu quân, đi đầu quân. Tất cả cho tiền tuyến, mau lên đi. Hơi cam trẻ làng. Song Nhi. Con chào cô. Ai chọn con bộ áo dài dễ thương quá vậy? Dạ dì con. Ai cùi tóc cho con vậy? Dạ cũng là dì con luôn. Dì con luôn hả? Dì. 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 Con dễ thương quá à. Con hát mà làm cây lá trên này là đung đưa hết luôn đấy. Thế cho nên là cô phải tặng quà cho con ngay. Con đi lên đây, nhanh lên nào. Đi lên với cô. Búp bê nha. Ôi to chưa? Cảm ơn con. Cảm ơn cô. Ok. Cảm ơn con nha, đến với cuộc thi nha. Dạ. Chào con, chào Song Nhi. Bye con. Bye bye con. Bye cô. Vậy thì nếu mà còn cơ hội để quay trở lại với thần tượng âm nhạc nhí, con có quay lại không? Dạ có. Quay lại để làm gì? Hứa với cô nhé. Dạ. Để cô gặp lại con nhé. Dạ. Yeah.